Được sự bảo trợ của Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, triển lãm chuyên ngành thiết bị công nghệ quảng cáo và in ấn bao bì 2020, Vietest VPSE 2020 đã được tổ chức thành công trong giai đoạn hậu Covid-19. Theo ban tổ chức, qua hơn 11 năm triển khai, triển lãm thiết bị công nghệ quảng cáo Vietest và 4 năm triển lãm in ấn bao bì VPSE đã trở thành sự kiện xúc tiến thương mại chuyên ngành lớn nhất Việt Nam, được Hiệp hội Triển lãm Toàn cầu công nhận đạt chuẩn quốc tế. Đây là nơi các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu, trình diễn các thiết bị máy móc công nghệ hiện đại, tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, tìm kiếm đối tác, chuyển giao công nghệ phát triển kinh doanh. Triển lãm năm nay với trên 200 gian hàng của 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự, trên 10.000 lượt khách tham quan đã chứng tỏ sự cần thiết của ngành hàng này đối với các doanh nghiệp trong việc phát triển thị trường, thu hút nguồn lực đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.